Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của chúng tôi, nơi cập nhật những tin tức nóng nhất trong nước và quốc tế trong 24 giờ qua. Và ngay sau đây là nội dung chi tiết. Cựu bí thư Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đã tiêu hết số tiền khủng từ nhận hối lộ. Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 4 cựu quan chức tỉnh Bắc Ninh ra Tòa án Nhân dân tỉnh Bắc Ninh về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến các gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC là người bị cáo buộc đưa hối lộ trong vụ việc. Ngoài 5 người bị cáo buộc đưa nhận hối lộ, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng truy tố 8 người khác, gồm một cựu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và 7 người khác. Cơ quan truy tố cáo buộc, quá trình thực hiện kế hoạch đấu thầu 6 gói thầu mua sắm trang thiết bị tại 6 dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện ở Bắc Ninh theo hình thức đấu thầu rộng rãi, các bị can thuộc chủ đầu tư, nhà thầu, đơn vị thẩm định giá đã thực hiện các hành vi đưa hối lộ, vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can thuộc cơ quan quản lý nhà nước đã thực hiện hành vi nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ để cho AIC, công ty thuộc hệ sinh thái AIC, các công ty thuộc nhóm công ty Sông Hồng trúng 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế tại 6 dự án xây Bệnh viện Đa khoa, gây thiệt hại cho nhà nước 48,6 tỷ đồng. Theo cơ quan truy tố, Nguyễn Nhân Chiến là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh từ năm 2011 đến năm 2015, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh từ năm 2015 đến năm 2020. Khoảng giữa năm 2013, trước khi thực hiện 6 gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 bệnh viện đa khoa tuyến huyện Quế Võ, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Thuận Thành, Lương Tài, thì Trần Văn Tuyên, cựu Giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Nguyễn Hạnh Trung, cựu Giám đốc Sở Y tế Bắc Ninh, Lã Tuấn Hưng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng đã đến gặp Chiến đề nghị cho Đặng Tiên Phong, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng đã mất năm 2021. Lã Tuấn Hưng hỗ trợ tỉnh Bắc Ninh xin vốn, trái phiếu chính phủ bổ sung để tiếp tục triển khai các dự án dang dở, trong đó có 6 dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện. Nhóm này có trao đổi, sau khi được phê duyệt phân bổ nguồn vốn bổ sung thì cho nhóm công ty Sông Hồng của Phong, Hưng được trúng thầu các gói thầu mua sắm thiết bị y tế của 6 dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện nêu trên. Trước đề nghị này, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến đồng ý. Việc tạo điều kiện trúng thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước số tiền hơn 48,6 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, vào dịp lễ Tết năm 2015, 2016, 2017, Nhàn đã nhiều lần đưa tiền cho ông Chiến, tổng 3 tỷ đồng. Đặng Tiên Phong, Lã Tuấn Hưng đã đưa tiền cho bị can Tuyên để ông này chuyển cho Chiến 5 lần, tổng số tiền 1 tỷ đồng. Cáo trạng thể hiện, tổng số tiền ông Nguyễn Nhân Chiến đã nhận để tạo điều kiện cho các công ty của Phong, Hưng và công ty AIC trúng 6 gói thầu nêu trên là 4 tỷ đồng. Ngoài ra, quá trình điều tra, ông Nguyễn Nhân Chiến khai nhận trong thời gian từ năm 2014 đến năm 2020 và các dịp lễ Tết hàng năm, Nhàn nhiều lần gặp đưa cho ông Chiến quà và tiền mặt với tổng số tiền là 10 tỷ đồng. Cơ quan truy tố nêu quan điểm số tiền này không liên quan đến việc thực hiện 6 gói thầu tại 6 dự án Bệnh viện Đa khoa tuyến huyện nêu trên. Về số tiền đã nhận hối lộ, cựu bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh khai đã sử dụng vào mục đích cá nhân hết. Quá trình điều tra, theo Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, ông Nguyễn Nhân Chiến thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác trong quá trình giải quyết vụ án, tích cực vận động gia đình nộp tiền thay để khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án. Theo đó, bị can Chiến đã nộp 14 tỷ đồng, trong đó 4 tỷ đồng là tiền hưởng lợi từ 6 gói thầu, 10 tỷ đồng tự nguyện nộp khắc phục hậu quả thiệt hại của vụ án. Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký các quyết định phê chuẩn miễn nhiệm nhân sự. Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu và miễn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân hai tỉnh. Cụ thể, tại quyết định số 979, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Giang Thanh Khoa, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang. Ông Giang Thanh Khoa, sinh năm 1974,
quê quán Kiên Giang, trình độ chuyên môn, thạc sĩ xây dựng cầu hầm. Ông từng giữ các chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương, Bí thư huyện ủy Kiên Lương. Tại quyết định số 976, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Châu Văn Hòa, tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ông Châu Văn Hòa sinh ngày 10 tháng 10 năm 1969, quê quán Trà Vinh, trình độ chuyên môn, cử nhân hành chính, cử nhân chính trị, thạc sĩ quản lý kinh tế, chuyên viên cao cấp. Tại quyết định số 975, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Lê Thanh Bình để nhận nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Trà Vinh. Các quyết định trên có hiệu lực từ ngày 13 tháng 9 năm 2024. Án tham nhũng xử xong nhưng hậu quả còn lại giải quyết thế nào? Phát biểu thảo luận tại phiên họp 37 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ngày 13 tháng 9, bà Nguyễn Phương Thủy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng báo cáo này đã nêu được rất nhiều vấn đề liên quan đến việc triển khai thực hiện công tác phòng chống tham nhũng thời gian vừa qua. Chính phủ, các cơ quan, các địa phương triển khai hết sức quyết liệt, hiệu quả, triển khai tập trung, thống nhất từ trung ương đến địa phương và đã thu được rất nhiều kết quả tích cực. Bà Thủy cũng cho biết, vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành một loạt quy định liên quan đến công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, lợi ích nhóm trong từng lĩnh vực cụ thể. Đây là cơ sở chính trị hết sức quan trọng trong việc triển khai một cách có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực cũng như vi phạm pháp luật nói chung. Tuy nhiên, theo Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, báo cáo của Chính phủ mới tập trung phân tích, đánh giá công tác về phòng chống tham nhũng, trong khi phần tiêu cực, lợi ích nhóm chưa thấy được, đề cập nhiều, còn mờ nhạt. Đây là những mảng chúng ta còn chưa có quy định cụ thể, cũng như cách thức triển khai thực hiện còn chưa rõ, chưa thống nhất, do đó cũng ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả của công tác này, bà Thủy nói. Liên quan đến giải pháp, bà Nguyễn Phương Thủy đề nghị cần phải rà soát, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp cần thiết để có cơ sở pháp lý xử lý một cách dứt điểm và có hiệu quả các vấn đề phát sinh từ việc xử lý hậu quả của các vụ án về tham nhũng như về dự án đầu tư đất đai. Án tham nhũng đã xử xong, nhưng hậu quả còn lại, quyền lợi của các cá nhân tổ chức doanh nghiệp có liên quan không phải là những cơ quan trực tiếp liên quan đến hành vi tham nhũng, nhưng có bị ảnh hưởng, có bị tác động, vậy bây giờ xử lý những việc đó như thế nào? Nữ đại biểu nêu vấn đề. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật cho rằng, nếu cứ tiếp tục kéo dài như thế này, sẽ gây lãng phí một nguồn lực rất lớn về đất đai, cũng như các dự án đang triển khai giờ, bây giờ phải dừng lại để chờ quyết định của các cơ quan có thẩm quyền. Đây cũng là nội dung chúng tôi nghĩ cần phải tập trung trong năm 2025. Việc tham nhũng chúng ta đã phát hiện và xử lý, nhưng hậu quả của tham nhũng cũng không thể bị kéo dài, gây ra những sự lãng phí các nguồn lực của xã hội. Bà Nguyễn Phương Thủy nêu quan điểm. Ủy ban Tư pháp kiến nghị khẩn trương nghiên cứu, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, về xử lý vật chứng là tài sản và tài sản liên quan đến vụ án trong giai đoạn điều tra, truy tố xét xử. Cùng với đó, tăng cường công tác thanh tra, kiểm toán, tập trung vào các lĩnh vực quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng, đấu thầu, quản lý tài sản công, quản lý tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu tiêu cực, tham nhũng vặt, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Bộ Chính trị cho ý kiến về nghị quyết phát triển thành phố Hải Phòng và đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế có ý nghĩa chính trị quan trọng. Ngày 13 tháng 9, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị họp cho ý kiến về đề xuất sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 45 ngày 24 tháng 1, 2019 của Bộ Chính trị khóa 12 về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị thành phố tiếp tục nghiên cứu, thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 45 gắn với nghị quyết số 30 ngày 23 tháng 11, 2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng đồng bằng sông Hồng đến năm 2030. Tầm nhìn đến năm 2045 nhằm thống nhất và nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của thành phố Hải Phòng trong vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Cùng với đó, cần nghiên cứu ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội, mang tính đột phá phù hợp với thực tiễn phát triển của thành phố Hải Phòng và tiếp tục đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng. Phát triển kinh tế số
kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh phát triển các khu kinh tế, khu công nghiệp công nghệ cao, cụm công nghiệp, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ, hiện đại hóa đô thị với đặc trưng, bản sắc riêng của thành phố cảng biển. Cũng trong sáng cùng ngày, Bộ Chính trị đã thảo luận và cơ bản thống nhất với đề án thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương, nhất trí trình hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 10 cho ý kiến. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm lưu ý việc thành lập thành phố Huế trực thuộc Trung ương trên cơ sở tỉnh Thừa Thiên Huế có ý nghĩa chính trị quan trọng. Nếu được các cấp có thẩm quyền thông qua thì đây là mốc son quan trọng để Thừa Thiên Huế tiếp tục phát triển. Đề nghị Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp thảo luận vấn đề này để có những chủ trương quyết sách mới, tương xứng với vị thế của thành phố trực thuộc Trung ương, tạo sự đồng thuận, niềm tin mới, khí thế mới trong cán bộ đảng viên và nhân dân, góp phần thực hiện có hiệu quả nghị quyết số 54 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Chính phủ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ. Ngày 14 tháng 9, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật vào tháng 9 năm 2024 nhằm tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục hạn chế, tháo gỡ vướng mắc, khơi thông mọi nguồn lực cho phát triển. Trước khi vào phiên họp, trước tình trạng mưa bão, sạt lở, ngập lụt gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản, Chính phủ dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân bị thiệt mạng do bão lũ gây ra. Mở đầu phiên họp, Thủ tướng Chính phủ cho biết, bão số 3 Sagi với cường độ đặc biệt lớn đổ bộ trực tiếp vào nước ta và hoàn lưu sau bão gây mưa lớn kéo dài trên diện rộng, gây lũ lụt tại nhiều địa phương ở khu vực phía Bắc, gây những thiệt hại lớn cả tính mạng và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của người dân. Trong những ngày vừa qua, cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân, nhất là các lực lượng vũ trang tại các tỉnh thành đã dồn sức chung tay hỗ trợ người dân ở khu vực bị ảnh hưởng. Trong cơn hoạn nạn, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách, tình yêu thương đồng bào, bản lĩnh sức mạnh của dân tộc đã góp phần giảm thiểu thiệt hại của thiên tai. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thấu hiểu và chia buồn sâu sắc đến gia đình các nạn nhân, nhất là những người có thân nhân mất, hy sinh trong bão lũ, ghi nhận đánh giá cao, biểu dương tinh thần nỗ lực, cố gắng của cấp ủy, chính quyền các cấp, lực lượng vũ trang và nhân dân cả nước. Trong đó có nhiều nghĩa cử cao đẹp thể hiện sâu sắc tình đồng bào. Thủ tướng Chính phủ đề nghị các thành viên Chính phủ, mỗi người làm việc bằng hai, tiếp tục thực hiện công tác chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và 8 công điện của Thủ tướng Chính phủ về ứng phó khắc phục hậu quả cơn bão số 3, mưa lũ, sạt lở, ngập lụt nhằm khẩn trương ổn định đời sống và sản xuất, nhất là tạo công ăn việc làm, tạo sinh kế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, thực hiện hiệu quả các mục tiêu phát triển xã hội đã đề ra. Phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 9 cũng là phiên họp thứ 9 của năm 2024 nhằm xem xét cho ý kiến thông qua đối với 5 đề nghị dự án luật. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ tin tức mới mỗi ngày.